Tu Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung, chưa từng bung mở, chưa thay thế sửa chữa một cái gì mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn ốc đít này, chưa vặn ốc đít. Máy chất, máy tuyển chọn mọi người nhé. Viên pin theo máy thì còn 89%. Bây giờ thì em sẽ thử một số tính năng cho mọi người xem. Thứ nhất là màn hình của máy rất là sáng đẹp. Rất là sáng đẹp mọi người nhé, không ám ố một chút nào cả. Camera. Đấy, camera thì đẹp mọi người nhé. Camera rõ từng thớ vải mọi người nhé, rất là sắc nét. Loa to rõ. Máy rất là đẹp mọi người nhé, máy tuyển chọn.